Chào các bạn. Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, cho nên mình nghĩ ngay đến món nước sâm. Hôm nay thì mình nấu để cho cả nhà mình uống để giải khát. Thì mình mời các bạn cùng làm luôn nha. Ở đây mình đã chuẩn bị là 40g bí đao khô. Đó, bí đao tươi mình cắt mỏng mình phơi khô nè. Này nó nhanh khô lắm, mình phơi một nắng nha. Thì mình phơi sẵn khi nào uống thì mình mang ra mình nấu. Còn nếu không có đó, các bạn dùng cái bí đao tươi á, rồi mình bỏ phần ruột ra, mình cắt mình nấu cũng được nha. Và đây là trái la hán quả, mình dùng một trái. Đây là 15g bông cúc và 20g thục địa. Thì cái la hán quả, bông cúc và thục địa này á, mình mua tất cả trong tiệm thuốc bắc á, là 20.000 á. Thì nó cũng rẻ thôi ha. Còn đây là đường phèn. Đường phèn là mình dùng 200g. Mình dùng cái đường phèn dạng hạt nè. Thì với món nước sâm á, các bạn nên dùng đường phèn để cho nó được mát hơn. Còn nếu không có thì các bạn dùng đường cát vẫn được nha. Và đây là lá dứa nè. Lá dứa thì mình dùng là 80g. Này mình đã rửa sạch, mình để ráo rồi nè. Thì có lá dứa vào á, cái món nước sâm nó rất là thơm luôn á. Thì phần nguyên liệu như vậy là xong. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước sâm. Mình cho bí đao khô vào. Rồi đến là la hán quả, thục địa và bông cúc. Mình cho hết vào luôn. Nhưng mà với trái la hán quả này nè, thì các bạn nên bẻ ra nha. Mình bẻ nhỏ nhỏ nó ra đó. Mình để nguyên đó là nó không có ra hết cái chất đâu. Mình tách nhỏ nhỏ nó ra, trong đây nó có cái dạng hạt từng lớp như nè. Thì mình xé nhỏ nó ra là được. Rồi thì mình sẽ cho nước vào. Mình dùng ở đây là 3 lít nước. Bếp xong thì mình để đây mình nấu. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt lá dứa ra. Lá dứa thì mình sẽ cắt khúc nó ra. Thì các bạn để nguyên cái bó đó, mình cột lại rồi mình cho vào nồi nước sâm mình nấu luôn vẫn được nha. Nhưng mà nhìn nó đẹp thôi chứ nó không có thơm bằng. Mình thì mình sẽ cắt khúc rồi mình xé nhỏ ra. Lá dứa mình xé nhỏ ra như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ tận dụng hết cái mùi thơm của lá dứa đó. Đã xong rồi đó. Mình đợi nồi nước sâm nó sôi lên rồi mình cho lá dứa vào. Nồi sâm mình đã nấu nó sôi lên rồi nè. Giờ mình sẽ cho lá dứa vào nha. Cái này nó cũng hơi nhiều, mình cho từ từ vào thôi. Với cái món nước sâm thì lá dứa nó rất là quan trọng. Thì nếu mà không có lá dứa thì nó sẽ mất đi cái mùi thơm ngon của nước sâm. Cho lá dứa vào xong như vậy nè. Thì mình sẽ để lửa vừa. Và mình nấu nồi nước sâm này thêm khoảng 5 phút nữa nha. Sau khi cho lá dứa vào mình nấu thêm được 5 phút rồi nè. Các bạn nhìn cái màu nước sâm nè. Rất là thơm luôn. Và cái bí đao nó cũng nở ra hết đó. Như vậy là mình sẽ tắt bếp được rồi đó. Giờ thì mình sẽ vớt bỏ cái phần xác này ra nha. Lúc này mùi nước sâm của mình nó rất là thơm các bạn. Nó cái mùi thơm nó bay khắp nhà luôn á.
Giờ mình cho đường phèn vào được rồi đó. Thì lúc này mặc dù mình đã tắt bếp rồi á, nhưng mà nó còn rất là nóng, cho nên mình cho đường vào mình khuấy nó nhanh tan lắm. Thì mình cho đường vào sau như vậy nha. Nếu mà các bạn cho vào sớm quá, cái lúc mà mình chưa vớt phần xác nguyên liệu ra đó, thì nó sẽ ngấm vào trong cái xác nguyên liệu bớt, nó sẽ mất đi phần đường. Đường mình đã khuấy cho nó tan hết rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đem lượt qua gang nha. Mùi thơm của nước sâm rất là hấp dẫn. Nghe mùi là muốn uống rồi đó các bạn. Khi lượt xong như vậy nè, mình để cho nó nguội lại là mình uống được rồi. Mình cho vào ly nước đá mình đã đập sẵn nè. Thì cái công thức này đó, mình nấu để uống với nước đá đó. Còn nếu mà các bạn mà mình để lạnh mình uống á, thì các bạn nấu nhiều nước hơn tí giúp mình nha. Ly nước sâm thơm mát lắm các bạn. Khi nước sâm nguội thì mình cho hết vào chai như vậy nè. Thì mình cắt vào ngăn mát tủ lạnh mình để dành mình uống. Thì thông thường đó, nó uống được khoảng trong 3 ngày nha. Giờ mình sẽ uống thử nha. Nước sâm uống có cái vị ngọt thanh, rất là thơm mát. Uống vào rất là thích luôn á. Thì cách nấu cũng rất là đơn giản, thì chỉ cần bỏ ra vài phút thôi thì mình sẽ có món nước mát lạnh để mình thưởng thức. Đến đây thì món nước sâm mình đã nấu xong. Mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha.